ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Giả Đồng Quê. Chiều hôm nay là Diền chuẩn bị 60 phần và hủ chiên để gửi tặng cho các bé. Ông bà cô chú ơi, thay mặt cho em Anthony ở Canada có gửi tặng 60 phần tàu hủ chiên với 60 ly nước mía cho các em nhỏ ở xóm Diền nha. Nhân cái ngày rằm này, tàu hủ thì Diền mới đem ra đó, thì Diền sẽ vừa chiên vừa gửi tặng cho các bé luôn. Nay thì mình sử dụng cái bếp khẻ mình chiên nó cũng nhanh, mới vừa dọn hàng ra thì cũng được một hai bé đang đứng đợi. Thì chị cũng gửi lời cảm ơn em rất là nhiều luôn nha. Chúc em và gia đình nó lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Sáng nay thì chính cũng cảm ơn em cũng đã giúp đỡ chính nhân được 60 ly nước mía. Cảm ơn em nhiều, chúc em nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn chính. Bây giờ là dì sẽ tranh thủ chiên để cho các bé. Thì hôm nay một phần tàu hủ chiên á là 10.000 với lại một ly nước mía 15.000 nữa. Ủa 5.000 nữa là 15.000. Nói lộn. Ly nước mía mà 15.000 chắc chín giàu luôn quá. Nghĩ đi làm cái. Cuốn đi cuốn lại mình cắt nữa. Đậu xe xuống chợ tí xíu đi cưng. Chị chiên cho nó có tàu hủ. Thì hôm nay tàu hủ thì ăn chung với tương. Tương này là Diền Thắng nha. Này là tương xay á. Mình mua về rồi mình thử lại. Ăn kèm chung với rau răm. Miếng tàu hủ mới đây nó vàng nè, nó vàng mà nó giòn nữa cả nhà. Bây giờ dì sẽ gấp ra để cho Bảy trao tặng cho các em luôn nha. Cảm ơn em nhiều nha. Trời ơi, chiều chiều mà có mấy miếng tàu hủ này là ngon cực kỳ lĩnh nha. Vàng cực kỳ luôn, vậy nó mới giòn đó cả nhà. Này mình vừa chiên vừa tặng luôn. Tàu hủ thì nóng giòn gì nè nó mới ngon. Rồi bây giờ thì Bảy sẽ thay mặt cho bé Anthony để gửi tặng cho các em luôn nha. Hôm nay là được bạn ở Canada có gửi tặng cho các em phần tàu hủ chiên ăn lấy thảo nha. Các em cố gắng học giỏi nghe không? Sao yếu dữ vậy? Dạ lớn cái coi. Được. Con đi tới nè. Rồi lấy ly nước mía con cho Hạo trước đi Bảy. Cho Hạo Nam trước đi Bảy. Rồi thôi lỡ đi cho dẫm trước đi. Dạ. Rồi. Rồi chúc con ngon miệng luôn. Hạo con ra đứng tới lấy ly nước mía đi Hạo. Tại vì để tiếp cho con nè. Thì lóc chóc. Cái này thì tàu hủ trắng vì mình lấy lọ mới vừa về tới cho nên là mình chiên giờ này luôn á. Cho nên là không có làm kịp mấy các em nhỏ. Út chở Suka xuống rồi sẵn tiện phụ Diền luôn. Đây của con này Hảo. Cảm ơn. Trời ngoan quá. Quá ngoan luôn. Cái này mình chiên ít ít nó mau vàng luôn. Mình để dập dập vô nhiều nó lâu. Đây là rồi điện luôn. Bữa nay là phải thay đổi vị trí rồi. Bảy không còn vô lửa nữa. Để vô ha. Dạ. Cái mình để từ từ cho nó mau vàng. Nát cho Bảy vô lửa. Đây là của con. Cảm ơn. Rồi giỏi. Tại có giờ có người khen Bảy đẹp á chứ. Con đâu giờ chấm cho Bảy vô lửa đâu. Ngon luôn.
hàng người ta dành cho người ta vậy đó. Đây là của con. Rồi. Cảm ơn đi con. Con cảm ơn. Cảm ơn chị đi. Con nghe thấy rồi. Cảm ơn. Bé không có biết nói chuyện. Ở nhà có nói không? Dạ có. Vậy hả? Con tập cho em nói nhiều nhiều vô. Để em biết nó trầm cảm ít nói thôi. Rồi. Rồi, chúc hai chị em ngon miệng luôn nha. Hello bà Giá. Con chào đi. Bà Giá con chào đi. Chào, chào chị đi. Chào. Gì vậy? Đây. Một chú đó. Giờ này các em đi học về rồi đó mà cô chú ơi, cho nên là xuống rất là đông luôn nha. Đây của con nè bà Giá. Ả đi con, ả đi. Ả à, gì vậy? Ồ giỏi. Trời ơi. Bước lên lấy hơi quá trời. Đi xét cho bò con. Còn nào coi. Còn ủa hai, hình như hai tới chùa hết tàu hủ hay gì ơi. Ra nè chiên ra tới nè. Còn hả? Còn đó mà gạt ta không hả? Cười lên ai, cười lên ai. Cười cái coi. Ta cầm đi. Sao nay mặt nghiêm dữ hả? Ta dặn. Đây của con. Cảm ơn. Rồi giỏi. Rồi chúc bác khiến ngon miệng luôn. Mắc cỡ, ta lớn rồi. Ta không có giống như mọi lần nữa. Nằm chéo ngoảy mà hết nước quý không ai buôn bán thì ngộ thiệt. Chơi cái kiểu ơi. Cái chuột. Cái này chính cũng làm nước miếng ra từ từ luôn. Suka đến đâu rồi? Kìa. Xem thôi. À, đi ngoài về cái mấy bà hỏi có đem bánh gì không, hết tiền rồi. Đi vua này bánh tiền hết rồi mà dành dụm để dành đi. Đây là của chuột. Rồi cảm ơn. Ngoan quá. Ôi, chúc ngon miệng luôn nha. Để, để luôn. Là vừa ra từ từ luôn, đẩy vừa gấp luôn, nóng ngon, dạ, nóng hỏi vừa hỏi vừa ăn luôn. Đẹp quá. Cảm ơn. Rồi, rồi chúc con ngon miệng luôn nha. Về đó hả Tiên? Dạ. Hôm nay em học lớp mấy rồi? Dạ lớp 7. Vô lấy một miếng nè con. Mấy đứa. Đây của con. Dạ cảm ơn. Rồi ngoan. Là mình đuổi nước mía chín lại rồi đó phải không? Đây là của con. Đây, rồi, chúc con ngon miệng luôn.
đậu hũ. Rồi đậu hũ miếng đổ ra cái nó nghe cái giòn rụm luôn á. Rồi. Rồi, chúc con ngon miệng luôn. Bé Hoa hả bé Hoa? Phải bé Hoa không? Dạ. Dạ. Bữa nay cái này nó cho nó gái giàu đó. Đây là của con. Cảm ơn. Rồi, chúc con ngon miệng luôn. Giác này là khỏi mâm luôn. Đây của con. Rồi, chúc con ngon miệng luôn. Biết khè hả con? Dạ biết khè. Dạ. Dạ. Nguyễn ở đằng kia. Dạ ở ngoài hè là. Ủa chứ không phải mặt tiền á? Dạ ở ngoài hè. Cô con cô lúc nãy ở mặt tiền mà. Dạ. Đứng về đây mà. Thầy của con. Cảm ơn. Rồi chúc con ngon miệng luôn.
Rồi, vợ. Quân Nhân. Vợ ông gì? Tên gì? À, không nhớ nổi, không phân biệt nổi. Quân Quân. Quân. Nhỏ là Văn, lớn là Quân, gán nhớ. À. Lớn, Út thấy nó lắm, thấy nhỏ mà người. Trời ơi, giá này cái đứa nó chạy xuống dữ rồi kìa. Này đi cho ngoại mở lòng biết không nha. Dạ. Chả cháu ta. Đó là nó đang chạy, nó nói luôn chứ. Dạ. Đây là của con. Con cảm ơn. Rồi giỏi. Đợi xíu nha con. Rồi tụi con chờ cô xíu nha. Mày đưa cô thể là uống nước mía trước. Rồi đứa nào khác lấy nước mía uống trước đi. Uống rồi cầm y cái ly đó nghe. Qua chứ không có bỏ xuống nữa nha. Lại uống hết ly nước luôn. Trong khi chờ đợi là các em là uống nước. Trời. Uống nước hả? Cảm ơn. Trời, chúc ngon miệng luôn. Ngon không đâu? Ngon hả? Kéo nhau đã thì là đã. Ở đây là hơn tuần. Đây của con. Con cảm ơn. Ngài chúc ngon miệng luôn. Được chưa? Mình là ưu tiên với con. Dạ. Đó, cái từ ai cũng nói như thế. Dạ. Xong rồi mình trời, mình quả quá. Mình im biết nè. Giờ vậy mà các em nhỏ ở đây có những cái món ăn mà lạ lạ đầy đủ. Ngon ấm hơn mấy em ở nơi khác. Chứ hồi dịch đó, rau cổ ở đây chứ chả trộn là thấy đầy đủ luôn. Dạ. Đây là của con. Cô ở trên mình vô tắm luôn. Rồi giỏi. Dạ. Clip á. Nó ngàn cũng hai phái bắt. Em sống mùa quê nè. Dạ. Nãy là phải nét sống mùa quê đúng không? Dạ, có là dân giả nét sống là của em con. Dạ. Vậy là cũng con hai chưa chơi đó. Dạ. Của con là dân giả đồng quê. Vậy hả? Dạ. Uống nước mía thấm giọng đi tụi con. Rồi con dở. Dạ. Tại vì á này mình chiên mà mình biết cách á, mình để ít ít gì á cũng không. Dạ là kịp các em chứ. Mình để nhiều quá thấy nó lâu vàng lắm. Bây giờ phải là chết rồi. Đây của con. Trời ơi, chúc con ngon miệng luôn. Ủa cháu đâu tìm ta? Gá ơi, gá ơi. Rồi chở cháu về đi. À, cảm ơn cô Hai nhiều nha. Dạ. Cảm ơn nhiều chị. Dạ, rồi. Cảm ơn cô Hai. Đi. Đi.
Trật tự mấy đứa, trật tự con. Nói chuyện thôi là chịu đồng với bà nghe. Con rất là thân thiện luôn á. Giống như là thấy phụ được cái gì là cứ phụ. Đây của con. Rồi dạ. Trời ơi, tới tôi rồi. Đây của con. Cảm ơn. Rồi, dạ. Rồi chúc con luôn miệng luôn. Đây là của con. Rồi dạ. Rồi chúc con ngon miệng luôn. Chạy chạy đến đây rồi cô. Lát mình khỏi uống cái gì đâu con. Để vô lòng cũng trơn rồi. Không ăn đâu găm hả? Không thấy gì. Không thấy gì. Đây, đây là của con. Trời ơi, giỏi dữ. Ai biết 37 luôn. Cho con nít vậy. Nè nè dính sao trời. Vỗ chú ơi. Ăn đi ra ngoài đi. Mấy đứa trật tự nè con. Hồn quá lặng thôi, tôi trừ tàu hủ lại là tôi lấy thằng đó nghe. Đây của con. Rồi giỏi. Ở trơn mẹ rồi. Chút xíu có nữa con. Từ từ con. Xíu gà. Xíu đã miếng gà. Đứa vẫn còn. Không phải nó chơi hả? Tôi thấy khoét lỗ đẹp. Khoét khoét lỗ. Giống con gì đó. Thằng tiền đạo đó hết rồi. Rồi banh ta xúc vô rồi sao? Rồi giỏi. Ở dưới đi con. Mấy đứa chặt tự nè, lần bảy cho nè, đừng có giỡn nữa con. Bữa nay tụi con vui mà bảy cũng vui theo nữa đó. Quỷ con mày nói thì lớp yêu rồi đó, tao già mới chết không ai yêu đó. Trời. Rồi con. Rồi giỏi. Rồi giúp con ngon miệng luôn. Người ta giữ lấy một mẹ thôi kêu lấy nó mía lấy gì rồi mưa tới luôn là các em ơi mưa không răng rồi các em nào chưa lấy thì vô hàng đi nghe tranh thủ nghe để sắp hết nha rồi giỏi em chưa lấy em đợi chưa lấy thì em đứng đó em đợi đi xíu nữa em có em Mày hiểu gì? Không ăn gì ta ăn.
Đây, của con. Rồi, giỏi. Con không ăn gao nè. À, con không ăn gao. Con không ăn gao. Cái gao là anh dặn đó. Dặn tao ăn. Cái gao là anh dặn đó. Cái gao là anh dặn đó. Con không ăn gà luôn. Con không ăn gà không? Mày ăn không? Tao ăn. Rồi, chúc con gà luôn. Lấy gà lại. Hết rồi, quay dặn hờn thì không biết. Mày đè không biết mày. Con ăn gao không? Đây của con. Đeo. Ơi, mấy đứa trật tự lại con. Con nóng đầu con quá trời luôn rồi. Nào lấy cho tao cái gì. Tao đi ngủ thôi. Ê, ê. Nó xôn ngoài nè con. Không, người chở con nhỏ lên chứ không ra. Lên nhỏ. Ê, của con. Em à. Cầm đi. Rồi, lên. Con cầm đi tới con nè. Đâu vô? Dịnh em lại con, đứa nào đi với em bé nè? Con. Em bé này nè. Con dịnh thôi. Con dịnh em lại. Dịnh em lại để em máy bỏ gớt cái ly nước mía nó chảy kìa. Rồi con chừng em đi ra đường đó. Đây của con. Rồi ly nước của con luôn. Chặt tự. Từ từ các con tắt cửa hết rồi nha. Con đứng thiền với con. Đang quay đứng thiền vậy. Mẹ đâu? Mẹ thấy đâu không nhau lại. Mẹ thấy đâu là mưa nè. Mưa nhiễu hồn luôn rồi. Cảm ơn. Rồi, con không gao nha. Con không gao. Tao để gao mà dặn tao ăn. Ok. Đúng rồi. Sao con không ăn đi để thôi bà Bảy bà ăn hết. Chờ lại bà Bảy cũng không ăn à. Từ từ chiên ra tới rồi con. Đây của con. Đi về gần tới nhà nó cảm ơn tôi có nghe đâu. Bây giờ nó khỏi cái canh gì câu mày nha Bảo. Câu này là canh á. Tao chứ lấy được tao ba viên gì rồi đó. Của con. Cái này. Rồi, cái này chúng con ngon miệng luôn. Thôi, ở đây mà thôi tôi đi ăn chay, ta đứng đó rồi đợi. Rồi chính quay nước mía thêm lương chính ơi là giải quyết cho hết các em này luôn nha cả nhà. Thì Diền cũng có mượn bắt chính gái đi lên lò mua thêm để tặng cho các em luôn. Thì nhiêu đứa đứng đó mình giải quyết hết. Hai đứa. Dạ rồi chính quay nước mía thêm đi. Bây giờ ở đây còn thiếu là bao nhiêu ly nó thì anh quay thêm đi. Dạ. Cho hết phần này đi. Dạ dạ. Cho hết phần tàu hũ này đi rồi chính Thảo quay thêm. Đây là của con hả? Để các em nãy giờ đứng đợi đi hơi bị lâu mà không có phần thì cũng tội nghiệp. Tại lò tàu hũ là cũng kế bên nè.
vui cười dữ à? Chưa tới mình mà mừng dữ à? Nôn hả? Ê của con. Rồi trời, chúc con ngon miệng luôn. Từ từ con. Từ từ rồi xin. Từ từ. Xuống hả? Hình như tới thằng bé đó là phải chờ rồi đó. Ngưng rồi đó. Đây của con. Con đảm mà. Trời. Mà cả nhà cũng biết mía cả nhà ơi. Chính bo được 2 ly nước mía. Đâu? Bé này hết rồi con, đỡ cho con. Đợi hai con uống nước mía đỡ đi. Rồi chờ rồi chút xíu còn hủ dài rồi cô giải quyết cho tụi con luôn ha. Đợi cô xíu nha. Rồi lấy ghế ngồi đi. Bảy đứa. Đây là của con. Rồi giữ một phần nữa nè. Bảy đứa này đợi. Đủ rồi con, đợi chút đi. Đợi chút đi con. Rồi tụi con lấy ghế nè, tụi con ngồi đi. Cô đứng cho. Rồi ngồi đây. Mấy đứa qua bên kệ ngồi đi con. Nè nè. Qua băng đá ngồi. Qua băng đá ngồi đi con. Ngồi đủ vậy. Tụi con đợi con lại. Đi. Trời đời nóng nè. Không có bắt đầu tụi con giải quyết cho tụi con thôi. Chỉ còn có nhiêu thôi. Đâu còn đứa nào nữa đâu mà mất chỗ. Mất chỗ, trời ơi đi sao mất chỗ. Còn có mấy con không đó. Tụi con ngồi ghế đi tụi con. Đi qua băng đá mình ngồi đi cho nó con em ngồi. Rồi, chúc con ngon miệng luôn. Rồi Chính mua tàu hũ về đến rồi nè ông bà cô chú ơi. Thì bác Chính cũng phát nước mía uống trước nha. Rồi chờ tàu hũ chiên. Đỡ đứng rồi không lẽ giờ cho đi về không thì tội nghiệp lắm. Nãy giờ mấy đứa nó giải tán, nó đi kiếm chỗ ngồi. Mà hôi Chính về tới rồi bay vô xếp hàng lại liền. Nó để đi là mất chỗ. Không hết Chính. Sao để ra uống cái gì? Dạ. Bỏ vô dập dập quá nó lâu vàng. Dạ. Vậy thôi. Dạ không có. Tội nghiệp mấy đứa. Nó cũng theo luôn. Món này khoái khẩu mà. Khoái khẩu. Nói chứ món cái này đắt hàng lắm nha. Người lớn đó mà còn còn nghiền nữa, nghiền nữa đó. Không. Đấy, cái này đây của con. Rồi chúc con ngon miệng luôn. Luôn luôn hết không? Phía sau là hết không? Hên quá. Vừa hết rồi cũng vừa mưa luôn nè cả nhà. Đây là có con. Rồi chúc con ngon miệng luôn. Cành thụ dí dí. Trời, ông trời ông cũng được nữa. Được ông trời cũng được ha luôn. Nãy giờ cho mấy con lâu lắm rồi. Mắc mưa lắm rồi. Đây con. Rồi chúc con ngon miệng luôn.
Gì vậy? Gì vậy? Mới đây còn nghịch rồi hả? Mới vận quà đó, còn mấy đứa nữa, 4 đứa nữa hả? Nhiều đó đủ rồi. Rồi. Sao sao giờ lấy tổ không hay giờ em anh nè. Trời. Ôi trời lên rồi. Ông tà lanh quá thôi là tôi lãnh luôn phần ông nha. Biết ông mình về đây nè, ở đó cứ lộn hoài. Bà không ngắm tiêu mà cả. Đây của con. Rồi, chúc con ngon miệng. Bà về kịp không? Kịp không? Anh lanh gì mà quá trời lanh đi không biết. Là cháu ông Hải là con của ai? Con của Đào hả? Con đi học chưa? Dạ. Học lớp mấy? Mấy cái lớp 2 à. Lớp 2 hả? Lớp 1 cơ. Lớp 2 mà lanh cỡ đó đó. Nghỉ về luôn. Thôi giờ mình ở đây đi, nhà bà chính chống chỗ nhóc chân á. Bà nuôi có chỗ ngủ. Chịu không? Chịu không? Có nít nè ở đây đi, tao nuôi cho. Nè, chịu không? Nhà bà không có con nít á. Chịu ở đây với bà không? Nhà đầu là hầu. Dạ không, về nhà mẹ con quýnh 5 cây. Chị hả? Quýnh 5 cây lên hả? Sao rồi sao? Nãy giờ không nói gì tôi nữa đã. Sao cảm ơn đi. Vô nhà, chốt mưa nè. Vô nhà chốt mưa luôn. Nói miếng lên. Nói gì mà quá trời nói. Đi vô nhà chứ mưa. Đủ rồi đó, con bé đó lãnh rồi. Con bé đó có rồi. Còn bé này nữa là hết rồi. Vừa xong luôn. Rồi. Vừa xong mà cũng vừa mưa luôn. Thì hôm nay là 60 phần nước mía với lại tàu hũ chiên á, Duyền cũng đã thay mặt cho em để gửi tặng cho các em nhỏ ở xóm Duyền rồi. Hôm nay á là các em rất là vui luôn á em ơi. Thì một lần nữa cũng gửi lời cảm ơn em rất là nhiều luôn nha. Chúc em và gia đình á lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Lúc nào cũng được đạt được nhiều thành tích trong cuộc sống luôn nha. Thì thôi Duyền cũng xin tạm dừng video tại đây. Kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ luôn. Thì giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bye, bye.